Hôm nay mình mới đi chợ à, mình mua những món này để ăn trưa. Nếu còn dư thì có thể là sẽ ăn tối. Để mình quay cho các bạn xem. Không phải là mỗi ngày mình lên mình muốn khoe là mình ăn những món gì, nhưng mà thật sự ra đó là có nhiều người cho là đời sống ở Na Uy vật giá rất là đắt đỏ, thì các bạn thử tính ra thử như thế nào nhé. Những cái vật mà mình mua ở đây tổng cộng là 225 krona á, thì tương xứng khoảng 20 hoặc 25 đô la Mỹ á. Còn tiền Việt Nam thì mình không biết là bao nhiêu. Ví dụ đơn giản là trái cây, rau củ quả ở Na Uy rất là mắc. Ví dụ như hai trái cà chua mình mua đây nè, là cà chua loại gọi nó tiếng Na Uy nó gọi là beef cà chua. Thì cái beef cà chua này nó rất là to. Và với một cái giá là 54 krona một kilo, có nghĩa là 5 đô một kilo, thì mình mua hai trái. Các bạn thấy không, nó rất là bự, bự bằng cái trong cái lòng bàn tay của mình luôn đó. Thì rất là ngon tươi, nhưng mà giá nó rất là mắc. Còn chuối thì mình không nhớ là bao nhiêu một ký, nhưng mà cũng ok. Còn cái loại mà tomato này á, để mà mình ăn tráng miệng á, loại tomato trái nhỏ á, mình chưa ăn thì mình không biết là nó có ngọt hay không, nhưng mà cũng không có rẻ, là 35 krona một ký, có nghĩa là 3 đô một kilo. Đó, thì các bạn cứ so sánh giá ở Việt Nam hoặc là ở Mỹ thì mình sẽ đoán ra là giá ở nước nào thì mắc nhất. Còn đây là sữa. Sữa thì mình lớn tuổi rồi, mình không, có nhiều người nói không cần phải uống sữa, nhưng mà có một thời gian mình dừng không uống sữa thì là móng tay á, của mình á, nó rất là mỏng. Mà răng mình á thì không có ăn được những món cứng, nhưng mà từ khi mình bắt đầu uống sữa lại á thì mình thấy là răng của mình nó khỏe hơn, có nghĩa là mình có thể ăn được những món cứng, mà móng tay của mình á nó cũng ra dày hơn thay vì mỏng. Thì đây là món khoai tây chiên. Tự nhiên mấy bữa nay thì mình rất là thèm khoai tây chiên, tại vì mình không có ăn cái mấy cái potato chip này nọ đó, thì đôi lúc mình cũng thèm khoai tây chiên. Thì mình mua để ăn kèm với loại cá hộp chiên. Cái loại này là những cái hãng nhãn hiệu mà từ Fry's này á, thì giá nó rất là rẻ. Đồ ăn thì cũng đủ chất lượng, nhưng mà nó không có luxus như những cái mặt hàng khác, nhưng mà giá thì rất là rẻ. Nhưng mà tự vì mình mua cũng giống là như là mình ăn snack á, ăn chơi á, cho nên mình cũng không cần phải lựa những cái mặt hàng quá đắt. Thì còn đây là trái dưa leo. Bên nhà mình còn có trái xà lách nữa, cho nên mình không mua xà lách, mình mua dưa leo thôi. Thì cái mà mình thích nhất đó là trái cà chua. Thì cà chua mình sẽ làm theo kiểu của Ý, thì phải có một loại rau nữa để mình cho các bạn xem. Đây là loại rau này, tiếng Na Uy nó gọi là basilicum. Thì theo món ăn của Ý thì lúc nào người Ý họ cũng ăn cái loại rau này, rất là thơm, rất là thơm luôn. Thì mình sẽ trộn với cà chua mà mình đã mua ngày hôm nay.
rồi mình sẽ chiên với khoai tây, rồi với cá hộp. Thì là buổi ăn trưa của mình. Đấy, thì khi mình dùng những món này, nếu mà còn dư thì có thể sẽ là món ăn vào buổi tối. Thì các bạn cứ tính đi, trung bình mình dùng bữa sáng trưa chiều tối thì khoảng 225 krone, có nghĩa là 25 đô la. Thì các bạn cứ tính và so sánh thử là vật giá ở nước nào rẻ. Mình chi tiêu trung bình, cái này là trung bình nha, là như vậy. Còn nếu hôm nào mà mình đi làm ở nhà hàng mà mình có thể mang đồ ăn về nhà được thì mình không có tốn cái chi phí đó. Tại vì khi mình đi làm á thì trong lương á nó cũng trừ cái tiền ăn đó, nhưng mà mình không ăn nổi ở nơi làm việc thì mình để dành mang về nhà mình ăn ở nhà. Đó là như vậy. Thì các bạn cứ thử đoán xem ở nước nào thì vật giá tương đối rẻ, nhưng ở Na Uy thì đối với một người độc thân như mình, trung bình một bữa ăn là như vậy. Ok nha các bạn. Có thể là âm thanh không được rõ lắm tại vì mình đang sạc cái micro, nó hết pin cho nên mình không có nói chuyện qua cái micro được, thì mình nói thẳng qua cái máy quay phim. Ok nha các bạn. Có gì thì mình sẽ nói chuyện tiếp nha. Ok. See you again. Bye bye. Hồi nãy mình đi chợ thì cũng tiện thể mình đi nhận thùng hàng. Mình đặt mua. Thì đây là thùng hàng mình đã đặt mua và mình sẽ mở ra cho các bạn xem là mình mua những thứ gì nhé. Thì khi mình lấy hàng đó thì họ gửi tới một cái nơi mà để dự trữ hàng để giao hàng cho khách, thì nó cũng nằm trong một cái siêu thị. Trong cái siêu thị đó là nó bán đồ ăn cho nên rất là lợi thế, bởi vì khi khách hàng lấy hàng đó thì tiện thể thì họ mua thức ăn luôn. Thì giống như nãy bạn thấy đó, là mình mua thức ăn ở đây đó, rồi đồng thời mình lấy kiện hàng này. Thì ở đây nó có đề chữ là phải cẩn thận vì đây là đồ dễ vỡ. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem mình đã mua món gì các bạn nhé. Đây là món hàng mình đã đặt mua và mình sẽ bóc ra cho các bạn xem đó là những món gì nhé. Đây
là bộ dĩa tách mà mình đã có ở nhà một phần rồi. Bây giờ mình mua thêm một vài cái dĩa này nữa. Đây là cái dĩa cuối cùng. Đây là loại đồ cổ đó các bạn. Đây là những cái dĩa. Dĩa này là để ăn ăn trưa hoặc là ăn khai vị. Đấy các bạn. Cái dĩa này là hồi nãy mình mở khui hộp đó các bạn. Đó. Thì cái dĩa này nó nhỏ hơn cái dĩa để mình ăn bữa ăn chính. Cái dĩa này thì để dùng ăn món khai vị hoặc là để ăn trưa. Đó. Thì mình mới đặt thêm. Bởi vì những cái bộ dĩa này đó là nó thuộc loại hàng cổ. Thì cái hàng cổ thì nó không có chế tạo ra nữa. Nhưng mà cái này gọi là cha mẹ con cái họ để lại cho cha mẹ họ để lại cho con cái. Nhưng mà con cái họ không thừa hưởng nữa. Bởi vì nhiều lâu đời đó có thể nó bị sức mẻ hoặc mất đi một phần nào. Thì cái số lẻ đó họ không dùng nữa, họ bán. Thì mình tìm tòi mình mua. Thì là đây là một bộ của nó. Mà hàng cổ như vậy á thì mình không nên đưa vào máy rửa chén, mình phải rửa bằng tay thì nó mới giữ lại những cái vân hoa như vậy. Đó là bộ sưu tầm của mình đó các bạn, 60 năm tuổi, hơn 60 năm tuổi. Đây là cái dĩa chính nè, cái dĩa chính để mình ăn bữa chính. Thì ngoài ra còn có một cái dĩa để ăn súp. Nó ăn canh á, tiếng Việt Nam mình gọi là ăn canh. Thì nó hơi sâu hơn một chút, cái bề sâu nó hơi sâu hơn một chút. Đấy. Thì nếu mà mình mời khách á, thường thường á thì nếu mà mình ăn súp mà không có món khai vị, món súp là món khai vị thì mình để cái này lên cái dĩa chính. Tại vì nó nhỏ hơn cái dĩa chính. Đó. Nó lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái dĩa chính một đốt thay. Nếu mà mình không ăn khai vị mà mình ăn súp, là món khai vị thì là món súp rồi món dĩa chính. Rồi còn cái dĩa này là để mình mời ăn dessert. Còn nếu mà mình không dùng súp là món khai vị thì mình có thể dùng cái dĩa này để làm món khai vị. Đó. Nó cũng nhỏ hơn cái dĩa lớn một đốt tay. Thì còn đây là cái đồ đựng súp. Nếu Việt Nam mình không phải đựng súp mà đựng sauce. Đựng sauce. Việt Nam mình không ăn sauce thì ăn nước mắm, thì mình đựng nước mắm cũng được. Còn đây là cái tô để mình đựng rau cải hoặc là khoai tây hoặc là cơm. Khi mình mời khách thì phải có những cái bộ phận to lớn như vậy. Còn đây là cái dĩa oval. Cái dĩa oval này á thì để mình đựng rau cải, mì xào hoặc là thịt chiên. Thì mình có được hai cái, thì một cái lớn, đây một cái lớn, oval lớn và một cái oval nhỏ. Cái màu này mình rất là thích, tại vì nó màu xanh á, mình nhìn trông nó nhẹ. Mình có một bộ nữa cũng màu xanh nhưng mà nó có hoa. Còn cái này thì nó không có hoa. Nền trắng, viền xanh. Đó, viền trắng.
lại có những cái bông á, viền á, bông viền chứ không là bông nền. Cho nên mình thích, nó thích là nó là cái nền trắng, viền xanh, kẽ vân vàng, nhìn nó rất là sang các bạn. Nhưng mà có cái là mình không có rửa bằng máy được, mình phải rửa bằng tay bởi vì nó rất là thâm niên đó. Nó rất là thâm niên rồi, cho nên mình chỉ có rửa bằng tay thôi. Các bạn thấy ở trong không, 60 năm rồi đó mà nó vẫn còn mới như là chưa dùng luôn đó. Những cái chén bát dĩa này á, mình đâu có dùng thường ngày, mình chỉ để dành khi nào có khách thì mình mới đem ra xài thôi. Mà mình biết nó cũng thâm niên cho nên mình chỉ rửa bằng tay chứ mình không có rửa bằng máy. Nó rất là mong manh các bạn à, giống như những cái loại porcelain vậy đó. Có nhiều người họ không nghĩ rằng đồ xưa cũ là quý nha các bạn. Con cái của họ kẹt tiền á, đem bán hết à. Họ được thừa hưởng của cha mẹ á, nhưng mà họ không có quý. Là một. Cái thứ hai nữa, có thể là những cái này nó dễ vỡ. Nó dễ vỡ cho nên khi con cái thừa hưởng lại á, thì nó không có đủ bộ. Nó lẻ. Nó lẻ cho nên con cái của họ bán đi những cái lẻ đó. Tại vì nó đủ bộ thì nó mới đẹp, không các bạn? Nếu mà nó đủ bộ nó mới đẹp, chứ nó lẻ thì làm sao mà mình có thể đem ra mời khách được. Thì giá cũng tùy. Mình thì mình mua được cái 6 cái 5. Để mình đếm thử không bao nhiêu ta. Mình mua được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Đó, 6 cái dĩa ăn trưa này nè. Đó, hoặc là ăn khai vị này nè. Thì mình trả với giá là 600 kron. Coi như là 100 đồng một cái. Luôn cả chi phí gửi. 100 đồng có nghĩa là 10 đô, mình nói vậy cho nó dễ tính đó. Ok nha các bạn. Mình không có microphone, bởi vì microphone mình đang sạc, cho nên mình nói chuyện thẳng vô trong máy. Mình không biết là các bạn có nghe rõ hay không. Ok nha các bạn. Bây giờ mình khoe một chút thôi. Mình khoe đây không phải là nó có trị giá cao, nhưng mà đó là một hình thức gọi là đồ cổ. Đồ cổ đó các bạn. 60 năm rồi, 60 năm tuổi, hơn 60 năm tuổi. Để mình tìm hiểu thử là chính xác là 60 mấy năm tuổi nha các bạn. Ok. See you again. Bye bye. Bây giờ là một đoạn phim. Mình sẽ làm món salad, tomato salad theo kiểu Ý mà mình rất là thích ăn. Đấy, như nãy mình đã đi chợ về và mình đã lấy hàng hóa về, thì bây giờ mình sẽ làm món ăn trưa. Món ăn trưa của mình rất là đơn giản, chỉ là tomato salad rồi với một lát bánh mì với phô mai, chỉ vậy thôi. Thì đây là trái tomato mà mình đã mua. Nó rất là bự, rất là to, rất là đẹp. Và đây là một loại rau mà người Ý thường hay dùng. Và đây là một loại dầu. Loại dầu ăn này á, rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Một loại dầu ăn này á, nó có hiệu từ Sinsinor,
Cinsino này là một hãng của thuốc vitamin rất là tốt. Thì họ có bán luôn cả dầu. Dầu ăn này thì để mình làm rau cải. Tự vì nó cũng là một hình thức vitamin đó các bạn. Một dầu ăn này rất là tốt. Các bạn cứ thử vô Google cái hiệu này, Cinsino, là các bạn biết ngay. Thì nó là nguyên chất của dầu ô liu. Thì thường thường mình làm cái món salad này á, thì mình dùng với dầu ô liu đó. Nhưng mà nó phải có độ mặn. Thì thường thường thì là mình dùng loại này là tỏi có muối, đồng thời thì mình cũng dùng gọi là tiêu có chanh. Đây các bạn, đây là loại tiêu có chanh, thì nó có vị thơm cũng mùi chanh. Đây là những vật dụng mình sẽ làm món tomato salad của mình. Mình sẽ đựng vào trong cái thố này.
món ăn của mình đã thành công rồi đó các bạn. Một món ăn rất là đơn giản, chỉ vậy thôi. Không có rườm rà rắc rối, mà rất là tốt cho sức khỏe. Chỉ có một lát bánh mì với cheese nữa là đủ các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn sát vào. Và chỉ vậy thôi, nhưng mà rất là ngon nha các bạn nhé, và rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, người Ý là lúc nào họ cũng ăn tomato. Đó là trái tomato mình đã mua hồi nãy đó các bạn, mà nó có giá là 54 krone 1 kg, có nghĩa là 5 đô 1 kg. Đó, hồi nãy mình mua đó các bạn, 54 đô 1 kg. Thì mình ăn một trái rồi, mình đã cắt ra một trái rồi, còn một trái lại. Thì cái loại dầu này nè, rất là tốt cho sức khỏe. Và mình chỉ dùng muối, có tỏi và tiêu, có chanh. Mình nấu rất đơn giản, không có nhiều gia vị, chỉ là như vậy thôi. Là loại rau của Ý đó. Đấy các bạn, một bữa ăn thịnh soạn. Mình mong là nó có đủ chất dinh dưỡng. Và mình sẽ không quên uống một ly sữa mỗi ngày. Đấy. Bon appétit. Bon appétit. Thôi mình dừng máy lại để mình ăn một bữa trưa. Rồi mình dùng thời giờ để đưa phim lên cho các bạn xem nhé. Ok, bye bye các bạn. Có một buổi trưa ấm cúng. Còn mình chỉ có một mình, thì mình hưởng thụ với riêng cá nhân một mình của mình. Ok, bye bye, chào chào. Rồi, đây là bữa ăn trưa của mình đây, gồm có hai lát bánh mì mình đã nướng trong lò nướng, bánh mì với cheese mình nướng rồi, rất là thơm luôn, thơm, rất là thơm. Mình ăn với cà chua trộn salad, và đây là một ly sữa. Ly sữa có pha chế với lại dâu tây. Một bữa ăn trưa của mình chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Cái quan trọng là có đủ chất dinh dưỡng. Thì trong cà chua đó, nó có rất nhiều chất dinh dưỡng. Và sữa cũng có vitamin D. Và bánh mì thô với cheese, đồng ý là cheese nó có nhiều mỡ, trong đó có chất mỡ, nhưng mà có đôi lúc mình thèm thì mình cũng cần phải dùng đến nó. Nhưng mà ngược lại, mình có những cái món bổ dưỡng khác như là vitamin D trong sữa, rồi vitamin C trong cà chua, thì coi như là bù qua sớt lại cũng ok các bạn ạ. Bây giờ thì mình bắt đầu vào bàn ăn thôi. Ok, see you again.